Rồi, em Thắng xin kính chào các bà con cô bác. Thì là nói đầu tiên cho em Thắng cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh em Thắng trong thời gian vừa qua ha. Thì ngày hôm nay em Thắng có một ít đồ nghề lên để giới thiệu với anh em. Thì anh em mình xem có cái sản phẩm nào đó phù hợp với mình thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc Zalo của em. Số điện thoại và Zalo của em là 0966 924 801 nha mọi người. Và cái số này thì em Thắng có để dưới cái phần mô tả cũng như là phần tiêu đề. Thì như thường lệ, trước khi đi vào clip thì em Thắng sẽ nhắc lại cái hình thức giao dịch bên em. Thì bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, anh em là mình chuyển khoản, em bao ship. Ship code thì mọi người gửi thêm cái phí vận chuyển cho bên giao hàng giúp em. Rồi, mã số đầu tiên trong clip này thì em Thắng sẽ giới thiệu cho mọi người đó là những cây cạo ép. Đây. Thì hôm nay em về được khá là nhiều cái cạo ép ha. Và size của mình thì nó khá là bự. Size của mình là size 300 nha anh em. Và những con này là nó đến từ thương hiệu là hãng Top ha. Kích thước của mình là 300 x 80. Về hình thức, đây, của hãng Top nha anh em. Rất là chất lượng ha, Top LC080 đó. Đây, nước xi đồ còn khá là mới nha anh em đó. Thì loại Top thì cán của mình là cán gỗ nha anh em. Cán của mình là cán gỗ. Đến nay thì nó có đóng cái chữ Nhật gì anh em. Đây, chung chiếc nào cũng như chiếc nào thôi anh em. Nói chung nó giống nhau, hình thức của mình thì nước xi đồ cũng còn khá là đẹp. Và nó có một điểm chung là nó đều đến là từ hãng Top ha. Hãng Top. Hãng Top thì cũng khá là chất lượng ha. Rồi, đây là hình thức của mình. Rồi, nếu mà anh em là mình thích loại cáo này thì hiện tại thì em có 7 chiếc thì em sẽ bán lẻ cho mọi người. Thì ví dụ như là một chiếc như thế này nè ha. Đây, mọi người lấy một chiếc thì giá của mình là 220.000 ha. 220.000 một con, size bự nha anh em. Kích thước của mình là 300 x 80 ha, chiều dài kẹp của mình là nó kẹp được tới vật là 30 cm ha, 30 cm ha. Thì mã số của mình là B1, giá của mình là 220.000 một chiếc. Thì mọi người lấy bao nhiêu chiếc thì mình cứ nhân số tiền lên ha. Và đặc biệt nếu mà anh em mình mua hai chiếc á, là mua một cặp á anh em, một cặp thì giá của mình là 400.000 thôi ha, hai cặp thì 800, đó, ba cặp thì 1.200.000 vậy thôi. 6 chiếc ha, thì cứ một chiếc là nếu mà lẻ là 220.000 này. Mã số là B1 giúp em nha. À, mọi người lái máy chiếc thì mình cứ báo giúp em. Rồi tiếp theo mã số B2. B2 thì em có một cái bộ khẩu. Bộ khẩu này rất là ngon ha. Rồi khá là mới luôn. Của thương hiệu hãng IS ha. Thương hiệu hãng IS. Thì cái bộ này là hàng chuẩn nội địa nha anh em. Đây, anh em mình thấy này. Giao dịch tiêu chuẩn nội địa Nhật cổ này. Của thương hiệu IS ha. Đó. Đây, giao dịch tiêu chuẩn nội địa Nhật cổ này anh em thấy không. Thì bộ này nó sẽ gồm có một cái cần tự động, một cái nối dài, cùng với đó là những cái khẩu từ 10 ly cho tới là 24 ly. Cụ thể là 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24. Và bộ khẩu này là đều dùng cho đầu 1/2 ha, đường kính là 12.7. Đó, đầu này đầu 21 ly ha, đầu dài 21 ly để mở ống bô ri. Và bộ khẩu này thì hình thức anh em mình thấy nó còn rất là đẹp ha. Đây, ví dụ như cái khẩu này là khẩu bự nhất này. Khẩu 24 ly. Đó, thương hiệu của mình là thương hiệu IS. Và nó có dấu dít nội địa Nhật cổ, nó dập chìm nè ha. Đó. Đây, đầu anh em thấy nó còn rất là đẹp, rất là mới nha anh em. Bộ này nó còn khá là mới cho anh em mình thích thằng đẹp ha. Đó, đầu đồ này nọ, nước xi đồ còn ngon lành. Này, con này là 19 ly nè. Đó, dấu dít nội địa Nhật cổ này, dập chìm hết ha. Đầu cũng rất là đẹp. Bộ 1/2 ha, 17 ly này. Đây, bộ này cũng vậy, 15 ly nha anh em. Đây, không? Đầu khẩu đồ rất đẹp nha, đầu bông. Đây, nhỏ nhất của mình này, giao dịch nội địa Nhật ha. Rồi một cây khúc nối dài, cây khúc nối dài này thì nó dài 12.5 ha, mới căng. Đó, dài được là 12.5. Rồi, đầu này là đầu 21 ly ha. Đầu 21 ly. Đó. Rồi, một cây cần tự động. Cây cần tự động ha, 1/2 ha. Một cái cần tự động 1/2 rất là đẹp. Đó, thì bộ này nói chung là nó còn khá là ngon ha, cho nên mình xài nha anh em. Đó, bộ 1/2 mở từ 10 ly cho tới 24 ly. Đó, hộp đồ còn rất là đẹp ha, hàng chuẩn nội địa nha anh em, có dấu xích chập chìm nội địa Nhật cổ. Đó, đây mình sẽ khóa lại ha. Rồi, anh em là mình thích cái bộ tiếp bộ khẩu này, mọi người cho giúp em mã số là B2 giúp em ha. Bộ này giá 950.000 nha anh em, còn rất là đẹp nha. Đó, anh em cũng đã thấy hình thức rồi, nó còn khá là đẹp. Và bộ này, bộ khẩu 1/2 nữa ha, B2 950. B3 bộ này cũng vậy nha anh em. Đó. Đây, bộ này cũng đầy đủ nhưng mà nó
nó thiếu một cái con 21 ly thì em thế cho mọi người một con của Banzai nha, 20.6 này để mình mở ống buri rồi đó. Còn hai thì cái này nó bự quá nên là bỏ không vừa nên là em bỏ bên trên này ha. Đó. Còn bộ này thì nói chung là chuẩn Nhật rồi. À, bộ này nó làm của hãng Marvel vậy nè. Ha, Marvel nên em. Ừ. Rồi, đầu tiên của mình là cây cần tự động. Đó, cây cần tự động nó có dập chữ Made in Japan trên này nè anh em thấy không? Thằng chuẩn nội địa nha, cần 1/2 luôn. Đó, đây cần nối dài nó cũng có chữ Japan nè. Ừ. Đây, Japan này ha, còn rất con còn khá là mới nha anh em. Và thông số bộ mới ốc này thì nó là từ 10 ly cho tới 26 ly nha, cụ thể là 10 này, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 26, nó những khẩu bự ha. Đây. Nè, Made in Japan này thấy không? F-Plus này. Nó hàng chuẩn nội địa luôn nha. Đó. Này nó có dấu zip có chữ Made in Japan luôn. 26 ly này. Rồi tiếp theo là con này là 23 ly này, Made in Japan này ha. Dấu zip nội địa Nhật F-Plus. Đó. Rồi tiếp theo là 21 ly. Cùng một hãng hết ha. Này, F-Plus, thằng chuẩn nội địa hết cho anh em, có dấu zip, có Japan là đàng hoàng hết. Made in Japan hết ha. Nó một cái bộ khẩu chuẩn Nhật, nói chung là đầu anh em thấy còn đẹp nha. Đó, không có bị loe loét gì đâu anh em. Còn rất là đẹp. Đây, F-Plus Japan ha. Đó. Đây, dấu zip nội địa Nhật. 12 ly này, đó, chuẩn nội địa hết cho anh em. Dấu zip nội địa Nhật Made in Japan nữa hết ha. Đó. Thì cái bộ này nó chỉ lạc vào một con của Banzai thôi. Banzai thì hàng cũng của Nhật, nó rất là chắc chắn ha. Để nên mình mở những cái apori rồi đó. Đó. Đầy đủ nha anh em, 2 4 6 8. Đó, 11 chi tiết. Bộ khẩu này rất là đẹp ha. Đó. Thì anh em nào thích cái bộ này thì mọi người mình chốt giúp em mã số là B3 giúp em ha. Bộ này giá 900. Hàng chuẩn nội địa hết ha. B3 900.000. Tiếp theo B4. B4 thì em có một con mỏ lên răng nhôm của ARM ha, của thương hiệu ăn hết chứ anh em không, thằng nhôm nữa anh em thấy còn khá là đẹp nè, 14 inch Japan ha, thép alloy steel 14 inch, nó ngàm của mình là bự, thiết kế ra nghiễn thế này ha, rất là đẹp. Đó, size 350 nha anh em, 14 inch là size 350 đó, lò xo bạc rồi nó ngon lành nè, ren của mình bên trong ren nghiễn đó, rất là đẹp. Về cái độ mới ngàm này, anh em mình thấy ren bên trong này đó, nó có lắm đất thôi chứ còn ren cỏ đâu đều bèn tân hết ra, chỉ lắm đất thôi, anh em mình muốn đẹp thì về vệ sinh thêm, chứ còn ren cỏ là bao đẹp cho anh em rồi đó, không có bị dập, không có bị mòn gì hết ha. Và ren của mình đang nguyễn, con này thì cái ngàm mình nó mở được là 75 ly nha, 75 ly đó. Anh em nào thích cây mỏ lít nhôm nha, nhôm thì nó cầm nó nhẹ nhàng còn khá là đẹp. Size của mình là 350 ha, dài 35 cm, con này em để giá là 350.000 ha. B4 350. B5 con này cũng vậy nha anh em, size 350 luôn, nhưng con này thì ngàm của mình ngàm thép, cầm nói chung là nó đàm tay hơn, nó nặng hơn ha. Đây, lò xo bạc luôn này. Đó, ngàm thép ha. Ngàm thép. Con kia nhôm thì nó trông mát tiền hơn. Đó. Ngàm thép thì anh em mình dùng cho sự chắc chắn một chút cái hàng thép này ha. Còn con nhôm thì mình cầm sẽ nhẹ nhàng hơn ha. Rồi con này thì cái độ mở ngàm của mình nó cũng mở được là 7 sen nha anh em. 7 sen luôn, size của mình là con 350 luôn ha, màu sơn đỏ. Này. Thì anh em nào mình thích cái cây mỏ lết răng này, mọi người cho giúp em mã số B5 ha. B5 300.000. Tiếp theo B6. B6 là một cái kìm tuốt dây điện anh em. Cái này tuốt dây 3 luôn nè. Đó, nó có tuốt lằn 3 dây đó. Chắc tuốt rồi loại ra ha. Đó. À, kẹp vào tuốt thôi. Đó. Hiện tại thì đây, em không có tay nên tuốt thử cho anh em xem nè, đó, lưỡi cát luôn rồi. Tuốt được bán đó anh em. Đó. Ha, đó, tuốt bình thường. Đây. Bỏ vào ha. Đó. Thịt nó rất là ngọt ha. Đó, nói chung là này nó chuyên tuốt 3 dây hay sao đó, em cũng rành lắm. Đây, ha. Tuốt rất là ngọt ngào nha anh em. Của MCC ha, MCC. Rồi anh em thích cây kìm tuốt dây điện này, mọi người chốt giúp em mã số là B6 giúp em nha. B6 con này giá 250.000. B6 250. B7.
một cái kim cắt nẹp của thương hiệu MCC ha, dòng này là DCM70. Đó, DCM70 ha. Đó. Đây nó có cái cử như nó nè, lưỡi cắt là còn ngon lành ha. Đó, lưỡi thẳng như thế này ha, dài. Đó. MCC ha, Japan. Đắt nè. Này về anh em mình sổ dây kiểm qua để mình móc mình treo nè anh em. Này nó bị mắc mắc cái chui chỗ này thôi ha. Rồi anh em là thích cái con kìm cắt nẹp của MCC này ha. Đó, lưỡi cắt đồ còn rất là ngon nha anh em. Đó. Rồi con này em để giá là 250.000 ha. B7 giúp em. Đó, B7 ha, 250. B8. Con kìm cắt ấm MCC con này cũng còn khá là đẹp nè, đó, đầy đủ phụ kiện. MCC Japan con này nó cắt ống phi 27 trở lại nha, lưỡi cắt nó còn khá là đẹp. Đó, không có mẻ rồi ha. Còn rất là sáng bóng. Đó. Này cắt ống phi 21, phi 27 là ok nha anh em, phi 27 trở lại, tối đa là phi 27 trở lại thôi ha. Đó, thương hiệu hãng MCC ha, Japan. Nước sơn màu đỏ. Rồi anh em thích cái con kìm cắt ống của MCC này. Mọi người mình chốt giúp em mã số là B8 ha, 160.000. Ha, B8 160. B9 thì cái này nó cũ hơn, đó, cũ hơn nhưng mà lưỡi cắt là còn ngon nha, chứ không phải là cũ là không dùng được nha anh em. Đó đây. Lưỡi cắt là còn khá là mới nha. Cũ hơn là do nó lắm sơn nè, lắm sơn màu vàng. Với lại nó không có cái để anh em mình móc treo lên thôi ha. Chứ còn cắt đồ bình thường nha anh em. Đó. Đó, thì con này nó không có cái phần để anh em mình treo, cùng với đó là cái nước sơn của mình nó cũng không có mới nha, nên là con này em để giá là 130. Chung là sử dụng được còn lưỡi cắt của anh em mình thấy ha, còn khá là đẹp. B9 ha. B9 130.000. Tiếp theo B10. B10 thì em có một cây kìm bấm chét ha, của con Lobster. Hình thức thì nước da của mình nó còn khá đẹp ha, Lobster size 250 nhưng em sẽ bự ha. Visa Pria này, nó Lobster tôm hùm. Đó. Đây, về hình thức thì nói chung là nó cũng có vài cái vết chấm xỉ hàng nha anh em. Đây. Dính xỉ hàng này. Đó, thôi chứ còn rang cỏ đâu còn cao ráo nha. Đó, anh em mình về thì mình vữa hay đó mình vữa cho nó đẹp, còn lại thì rang cỏ đâu còn khá là cao này. Đó, nó chỉ bị chấm xỉ hàng cho người ta kẹp để hàng anh em, kẹp để hàng đó, ha. Rang cỏ đâu còn thẳng thốp này. Đó, đều này cao ráo này. Nó có vài vết chấm xỉ hàng trên cái phần thế ha. Size 250. Đây, lưỡi cát đồ ngon lành ha. Nói chung nước da đồ còn mới lắm anh em. Size bự ha, size để là 250 của Lotter. Thì cái kim chết này nó dài được, chiều dài tổng thể mình đo được là 23 cm. Rồi anh em thích cái kim bấm chết của Lotter này mọi người cho giúp em. B10. B10 ha, 350.000. Theo B11. B11 thì em có một con cửa lấy lực còn khá là đẹp luôn anh em, của Tony Chi nha, Made in Japan nè, Made in Japan ha, 010863B của hãng Tony Chi ha. Và cái này là cái cửa lấy lực 22 ha, mở ốc 22 ly ha. Đó, là thế nào ngoại hình rồi còn khá là ngon lành nha anh em. Đó, một cái cửa lấy lực 22 ly ha. Đó, đây Tony Chi ha, Made in Japan. Rồi cây cửa lấy lực của Tony Chi này thì nó có dài tổng thể được làm 26 cm ha, 26 cm. Rồi anh em thích cây cờ lê lực của Tony Chi này mọi người cho giúp em mã số là B11 ha. B11 giá 550.000 ha. B11 550.000. B12. B12 thì em có một cái con đội anh em, một con đội còn khá là mới ha. Này, nước cái màu da của mình thì nó kiểu như cái màu bãi xe cầu vòng nhé, ống ánh màu vàng như thế này ha. À, còn khá là mới và đẹp. Đây mình có thể mình nâng tay này nè. À, còn khi mình cứng dùng lực thì mình sẽ dùng cái thanh tròn để mình quay lên ha. Như hạ xuống nói chung là rang cỏ đồ còn mới tinh, cái này nó chưa xài nha anh em, con đội này chưa có xài thì nó chuyên để mình nâng gầm xe hơi đồ này nè. Thì cái này cái mát tối đa của mình là 750 kg ha, 750 kg của hãng Honda ha, Riken Kaki ha, còn khá là mới. À, rồi cái con đội chữ A này thì nó nặng được là 1,2 kg nha, nặng được 1,2 kg. Và mã số cho con đội này của mình là B12 giúp em. B12 ha, con đội này giá 250.000. B12 ha, 250. Theo B13.
B13 thì em có một cây cưa. Một cây cưa của thương hiệu Hãng Somat ha. Đây, cán này nói chung là nó tróc xi nên đen vậy thôi chứ còn thẳng thốm ha. Lưỡi cưa. Rồi lưỡi cưa của mình là lưỡi cưa 25 sang nha. Đó, anh nên là thích cây cưa của Somat này. Mọi người mình chốt giúp em mã số là B13 ha. Rồi cây cưa Somat này em để giá là 160 ha. B13 160.000. B14 thì em có 5 cây cưa này anh em, hôm nay về nhiều cái loại cưa này để anh em mình cưa trong góc hẹp đồ này nọ này ha. Cán màu cam, con Jawa còn khá là đẹp. Rồi đầu tiên ha, con này. Này thì lưỡi nó hơi cũ cũ thế thôi nhưng mà xài ngon ha. Đó, đây. Cán nó nói chung là còn khá là đẹp nha anh em. Cán màu cam. Anderson. Đó. Đây là cái chi tiết phần lưỡi của mình. Mình có thể tăng chỉnh ra vô mình bạn cái nấm này ra ha, mình tăng chỉnh dài ngắn. Thì cái cán cưa của mình là nó dài được là một găng tay này, 20 sen. Rồi vỏ nó còn đẹp nha anh em, vỏ màu cam nó còn đẹp ha. B14. Con này giá 80 ha. B14 80.000. B15. Cái này cũng vậy. Đó. Lưỡi nó cũ cũ thôi chứ xài còn ngon nha anh em. Đây lưỡi này nguyên zin của nó này, một mặt dưới là răng răng nhuyễn này, răng bên trên là răng thưa răng bự. Vỏ màu cam, cán cam cũng rất là đẹp ha. Dài được là 22 sen. B15. B15 80.000. B16. B16 cũng vậy nha. Anderson ha, một bên răng nhuyễn một bên răng thưa luôn này. Con này thì lưỡi đẹp ha. À, lưỡi đẹp, cán thì nó bị lắm mũ tí thôi. Còn khá là ngon ha. Rồi 80.000 luôn. Hôm nay thì về cái loại này nhiều ha. Chung lâu lâu được giá rẻ, thì thường thường những loại này là 100.000 nha anh em. Mới là 120 luôn ha. B16 80. Rồi B17 thì những con này nó đẹp hơn. Đây. Con này cũng vậy nha. Của Shinto này, lưỡi Shinto này anh em. Lưỡi Shinto này do xuất nội địa Nhật Japan này. Cán là của Anderson luôn. Đó. Anderson luôn ha. Dài 22 sen. Của găng tay này ha. Rồi B17. B17 80. B18. Đây, cái này là nó mới nhất, giá nó cao hơn tí ha. Đây, trong tất cả con thì con này nó mới nhất nên là giá nó cao hơn tí. Đây. Chung là nó đẹp hơn những con kia nha anh em. Chứ còn mới như thằng mới thì không có đâu ha. Đó. Đẹp nhất hai lưỡi luôn mà lưỡi răng thưa và răng nhuyễn. B18 con này giá 100 nha anh em. Năm con thì con này nó đẹp nhất. Đặc biệt giá nó cao hơn tí ha. B18 100.000. Theo B19. B19 thì em có một cây cưa này của thằng Bakuma, cùng với đó là một lưỡi Saikuo của Suki này. Đó. Đây em báo nguyên cặp. Rồi đầu tiên của mình là một con Bakuma nha, lưỡi con rất là bén nha anh em. Đây. Lưỡi dài 2 tấc mốt luôn. Đó. Lưỡi bén ngọt ngào, anh em mình xem cái phần răng nào ha. Đó. Răng nó còn rất đều đẹp nha anh em, nó nhọn. Đây cận cảnh nha anh em mình xem nè. Đó, răng nó còn rất là bén ha. Lưỡi theo chung để 7 nó 5 năm thôi. Đây nè. Bakuma Hunter 2 tấc mốt nha anh em. Đó. Cán nó còn đẹp nha. Bakuma là hiệu con gấu, hàng chủ nội địa. Và đi kèm với mình là một cái lưỡi cưa của Suki nha. Lưỡi cưa Suki này thì nó có bị mẻ một hai răng anh em. Đó, nó bị mẻ cái răng ở chỗ này nè. Chung là có xài rồi nên là nó có bị mẻ. Kết hợp với đó là mình để bãi này nọ thì nhiều khi những vật nó cắn ha. Đó thì cái hai lưỡi cưa này anh em mình có thể thay thế được, một con là răng thưa, một con răng nhuyễn này. Đó anh em thấy không, cái chui nó gắn hệt nhau thôi. Thì mình bỏ qua mình thay thế thôi nha anh em. Lưỡi dài 2 tấc mốt ha. Rồi. Thì cái này nó gồm có một cái cưa và một cái lưỡi thay thế cho anh em luôn. Thì bộ này em để giá là 230 nha. Hai chi tiết này giá 230.000. Một cái cưa và một cái lưỡi thay thế ha. B19 230. B20. B20 thì em có một cái dũa gỗ của Shinto. Đây. Đây Shinto này, nhưng mà cái tay cầm của mình nó
nó bị bay màu nên mình thấy nó bị mai mắt chữ ha. Đây về anh thức thì bên trong nó cũng có những cái vết lắm rồi để bãi này nọ này, về anh em mình có thể mình ngâm dầu cho nó sáng ra. Thì hình thức nó sẽ có hai mạch lưỡi ha, mạch bên đây là giũa, anh em mình giũa giũa thô, bên đây là giũa mịn ha. Đó. Thì tổng chiều dài của cây giũa gỗ này nó dài được là 34 cm, B20 ha. B20 con này giá 130. B20 ha, 130.000. Rồi. Tiếp theo B21 thì cái này nó đẹp hơn. Còn đây, chữ rồi còn mới nè, Sinto nè ha. Đó, cán rồi anh em thấy ngon lành ha. Đây văn giũa đồ cũng còn sáng bóng này. Đó. Đây, cái này thì nó đẹp hơn, giá nó cao hơn nha anh em. Đó, sờ vào rất là nhám. Cái này giá 180 giúp em nha, dài không? 180.000. Mã số là B21. Ha. B21 180.000. B22. B22 thì em vào cho mọi người một cái bộ vít. Một cái bộ vít của thương hiệu cái gì? Sunblast nha anh em. Một cái bộ vít của thương hiệu Sunblast này, made in Japan ha, nó làm bằng thép đặc biệt anh em, special steel ha. Đây thì cái bộ này nó anh em thấy nó có 6 chi tiết nè. 6 tiết là rất là đẹp nha, một đầu âm, một đầu dương này. Một cái đầu đây này mình mở này. Đó và nhà máy cái đầu như thế này nha anh em. Nó 6 đầu, đó hình thức như thế này ha. Đều của Sunblast và dùng cho là chui chui lục giác hết ha. Chui lục giác. Đó. Bộ này 6 chi tiết. Nó dài tổng thể là tầm khoảng là 12 13 cm này. Rồi anh em mà thích cái bộ này ha, 6 chi tiết này mọi người cho giúp em B22 ha. B22 cái bộ Sunblast Made in Japan này giá 180.000 ha. B22 180. B23 một cây vít của Anet nữa. Cái này nó mở ốc 13 ly nha anh em, Made in Japan. Đó, mở ốc đầu lục giác 13 ly này ha. Đây, thiết kế đầu mở ốc 13 ly ha. Đó, thiết kế là tay cầm vít khá là dài nha mọi người, nó dài được là 27 cm ha, dài được 27 cm. Con này mã số là B23 giúp em ha. B23 cây mở này giá 100.000 ha. B23 100. Tiếp theo B24 thì em có ba cái đầu dùng cho máy bán ha, ba đầu khẩu. Thì hai con này là dùng chân của mình là 1/2 này, đường kính 12.7, con này là 3/8 ha, đường kính 9.5. con 3/8 này thì lục giác bự nha, lục giác 12 này, đó nhỏ nhưng nó bự ha. Còn và nó đến từ thương hiệu là hãng Toyota Moto nha anh em, Japan. Đó. Và tiếp theo thì con này là mở đầu 8 Kotone ha, con 8 ly và một con là 4 ly. Con 4 ly thì anh em mình thấy nó vẹn nhiều, nó hơi bị cong cong như thế nào luôn ha. Là tưởng như là đi kèm với anh em thôi chứ cũng mãi ha, chủ yếu hai con này thôi ha. Thì bộ ba con này em để giá là 80.000 ha. Đó hình thức là mọi người xem kỹ giúp em cái đầu ha. Đó, 80.000 cho ba con. B24 ha. B24 80.000. Tiếp theo. B25. B25 thì em có một cái bộ vít nữa nè. Vít của Nhật. Đây, Made in Japan này nè. Đó. Ha, dập nổi trên cái phần hộp này. Đó. Made in Japan hai bên luôn ha. Thì thông số thì anh em cũng thấy là sẽ có một cái vít nhỏ này. Bên này thì nó sẽ có là những cái đầu vít dẹp, đầu vít dương. Bên này thì những cái đầu khóa mở ốc đó ha. Trong cái nào là cho anh em mình dùng để làm sửa chữa đồng hồ hay là những chi tiết nhỏ gì đó ha. Này con mở chỗ nào? Chuẩn bị chỗ này. Cái bộ vít ha. Thì ra nó rất lung tung luôn anh em. Đó, nhìn đến cái đầu vít dẹp rồi nè. Đó, bỏ đại vô thôi. Đó, cái đầu vít dẹp nhỏ nhỏ đây nè, mình để đồ rồi ha. Đó, đầu này đầu nhọn nè. Đó. Chân nhỏ. Này được hai đầu luôn. Đó, bên này cũng vậy, bên này là những cái đầu để mở ốc này, 4 ly nè.
4.5 nè, 5 ly nè ha. Đó. Rất là nhiều chi tiết nha anh em. Đó. Nhiều chi tiết. Cái vít nè. Đầu đầu mưa ốc. Rất là nhiều chi tiết nha anh em. Cũng như một cái đây đây. Còn này. Cái ba cái ba cái. Cái mưa ốc này, thì bằng cái mưa ốc rồi. Em kiếm ra một cái ở đây đây đây. Đúng rồi, nãy giờ em kêu ủa sao cái bộ đang nói đủ mà rất là nó rất ít anh em. Đó, bộ này đủ đủ ha. Đầy đủ chi tiết cho anh em nè. Đó. 1 2 3 4 5 nè, 6 7 8 9 10 nè. 10 với lại 9 là 10 19 này, 20 chi tiết nha anh em. Đó. 20 chi tiết ha. Đó, cái vít nào để anh em mình gắn những cái đầu nào mình xài. Hàng chuẩn nó địa nha anh em. Đó. Đây, đóng lại cho thằng để nó rớt nữa ha. Đầy đủ chi tiết nha anh em, made in Japan. Rồi bộ này 19 chi tiết anh em, với lại cái hộp nữa là thành 20 chi tiết. Mã số của mình là B25 giúp em. B25 bộ này em để giá 200 ha. 200.000. B25 ha. Tiếp theo B26. B26 thì có một cái mũi khoét này anh em, một cái mũi khoét thạch cao khoét gỗ tha ra, nhưng mà cái lưỡi của mình nó đính thì cái phần lưỡi này nó đính kiểu cương anh em. Đó, đây nó đính lưỡi này, cái tiếp á ha, nó hàng vô đó, hàng nguyên zin ha, lưỡi đồ rất đẹp ha anh em. Con này còn khá là mới ha, gần như chưa xài, của Kanzawa nha. Con này thì đường kính của mình á, mình xoay được là 120 nha anh em. Đây đường kính phi của mình là 100, mình khoét được phi 120. Rồi anh em thích cái mũi khoét này ha, chui gắn của mình nè. Đó, còn rất là mới. Kanzawa ha, B26 giúp em ha. B26 cái mũi khoét này giá 100.000. B26 100. B27. B27 thì em có một con cái kìm pro mở ốc đồ ha. Cái này thì anh em mình thấy là nó có thêm cái phần nắp nhựa trên này, thì cái nắp nhựa anh em mình mở rồi những cái chi tiết nó không có bị trầy trụa gì nhiều ha. Đó, đây vào về ngoại hình thì còn khá đẹp ha, của thương hiệu hãng IBS nha anh em. IBS. Rồi con kìm pro này nó có tổng chiều dài được là 21 cm ha. Kìm pro này nó có tổng chiều dài được là 21 cm. Mã số của mình là B27. Rồi cái kìm pro này giá 130.000. B28. B28 là một cái kìm của thằng Kribit ha, của thương hiệu Kribit ha. 1099 gạch money. Này là như là để nó buộc rồi nó các cổ dê đó nè, em không rành. Đó anh em mình xem ha. Đó. Đây mình có thể mình tham khảo trên mạng rồi đó, những cái công dụng của nó ha. Tại vì clip cũng dài nên em không có thể quay chi tiết kỹ cho anh em, rồi thì anh em mình xem cái hình thức rõ giúp em ha, nó còn rất là đẹp nha anh em. Đó, miệng mồm nó còn rất là đẹp luôn, của hãng Kribit ha. Đó. Kribit. Con này thì nó có tổng chiều dài mình đo được là 22 cm ha. Anh em thích cái kìm Kribit này, mọi người cho giúp em mã số là B28 ha. B28 con này giá 300.000. Đó. B28 ha, giá 300. Tiếp theo B29. B29 là một cái thước ca của Singua ha, thì về hình thức từ trên này nó có lắm đen đen này ha, của thương hiệu Singua, hiệu kim cánh cục. Đây là chi tiết phần mạch thước. Đây, bên này cũng vậy nè anh em. Đây nó dập chữ Made in Japan ha, về hình thức thì nó đen đen thôi chứ còn
Anh em mình thấy chữ số rồi mình nhìn cũng rõ ràng, thể đo được ha. Rồi anh em thích cây thước này ha, bằng thép không rỉ nha anh em. B29 150.000 ha. B29 150. B30 cái này cũng vậy nha, đó, nó cũng có thiết kế kiểu dáng như thế này. Stainless steel nó cũng có những cái chốt đen đen này. Đây, bên này. Bằng thép không rỉ nha anh em, thép không rỉ. Đó, chiều dài của mình thì mình đo xéo xéo là gần găng tay của mình ha. B30. B30 con này giá 100. B30 ha, 100. Rồi B31. Em có một cây kéo cắt vải. Cái này thì nó cắt cái đường như thế này nha anh em, rất là bán nha. Anh em mình xem này, nó cắt đầu mũi rồi còn rất là bán nha anh em. Đây mình sẽ xem cái đầu mũi này. Đó, anh em thấy không? Nó chạy tới đầu mũi luôn nè ha, còn rất là bán luôn. Đó, để anh em mình về mình cắt ha. Thường thường những cái này thì về mình xài thôi, không có cần mài miết gì nha anh em. Đó. Còn rất là mới nha anh em. Còn rất là mới. Màn tiếp tráng gì ha. Stop it thinking. À, so ha. Đó, rất là đẹp. Rồi thì anh em nào thích cây kéo vải này ha, còn khá là mới và nó dài được làm 25 cm nha. Dài 25 cm. B31 ha. B31 con này giá 200.000. Tiếp theo B32 thì em có mấy cây vải ha, còn rất là bán cho anh em. Những cái này thì em chưa có mài, nhưng mà hàng của nó rất là bán, về mình xài thôi khỏi cần mài nó. Bên này là có một cái logo một chữ nè, rất là nhiều ha. Bên này cũng vậy, bên này thì chữ thủ công. Đó. Nó có cái chữ này anh em, giống như thép xanh này ha. Đó, chữ này giống như chữ thép xanh nè. Đó. Và đúng là dòng này rất là bán nha anh em, cắt rất là ngọt. Đây anh em mình xem nè. Đầu tiên mình sẽ xem cái đầu mũi này, ngọt liệm luôn ha. Nè. Đó, mình sẽ xem nè, đó. Nó cắt tới đầu mũi luôn nha anh em. Đó, nó cắt tới đầu mũi luôn ha, nó nhấp tới đầu mũi luôn nè. Rất là bán. Đây, và cái này thì nó hớt như hớt tóc thôi. Ha. Rất là ngọt. Thì cái này thì anh em mình yên tâm mua về mình xài nha. Đây, cắt rất là mỏng này anh em. Đó, ha. Cắt như cái giấy ha, cắt vải này. Lưỡi rất là bán nha. Thép xanh. Đây. Rất là bán ha. Đây mình luồn lại nè. Anh em mình có điều kiện mua những cái này về mình xài rất là bán, không có cần mài lại mày liếc hết. Đi bán ngót ha. Gặp giết là mình cứ cắt tốt hết. Đó. Con này thì nó dài tổng thể được là 25 cm ha. Con này B32 giúp em nha. 250. 250.000 ha. B32. 250 ha. B23. 33 thì con này size bự. Bự hơn con kia nữa. Con kia nó dài 25, con này nó dài tới 27 nha. Đó, con này dài tới 27, cắt rất là bán nha. Đây logo một chữ này. Phonix gì nè anh em. Đó, dòng chữ trên này ha. Bên này nó có logo nè. Đó, 80 đồng và con này nó bự. Cắt rất là bán nha, bao bán nha anh em luôn nha. Mình xem nó cắt đầu mũi này, ngọt sợt luôn nha. Cái này là bao bán cho anh em mình về mình chỉ dùng thôi, không có cần mài miết gì hết ha. Đây. Cắt rất là bán ha. Đó. Dài 27 cm nữa. Ha, con này là dùng rất là sướng, rất là êm ha. Các đầu mũi nó ngọt sớt à, không có bị lục gì đó anh em. Đó, mình chỉ việc chỉ về mình xài thôi. Đó, rất là bán. Ha. Đó. Rồi con này thì nó dài 27 cm, con này em để giá 280 nha. 280.000 B33. Đó, rất là bán ha. Đó. Hàng bãi như thế này mà xài rất là ngon. B33 280. B34. Cái này size 25. Này cũng giống như con nãy nè. Con này thì em thấy logo một chữ này. Đó, bên này. Bên này thì không có ha, đây chữ thủ công này. Đây. Em thấy không? Cắt đầu mũi rồi ngọt sợt nha anh em. Anh em ha. Nè. Đó, cắt tới đầu mũi nha. Chứ thường thường em thấy những cái dòng kéo em cũng bán nhiều rồi, hàng bảy nhiều con là mũi nó lục lắm, về phải mài lại, còn những con này là về mình cứ việc xài thôi. Nó bán sẵn rồi ha. Nè. Mình về mình xài thôi. Dài 25 cm.
Con này dài 25 sen ha. Rồi con này thì bán dùng ngon, giá 200.000. Còn những con kia thì nó có điều đặc biệt, ví dụ như con đầu tiên thiếp xanh, con thứ hai thì nó dài, còn con này thì bình thường 200.000 ha. B34. B35. B35 thì B35 em giới thiệu cho mọi người một cây vít. Cây vít dẹp ha, cây này nó dài 25 cm. Một cây vít dẹp dài 25 cm ha, của thương hiệu hãng Vercel. Vít trừ còn khá là đẹp ha, còn mới nha anh em. Còn rất là đẹp, mới tinh nè, loại hồ lô. Đầu vít của mình là đầu vít trừ 6 ly ha. Đó, dài 25 cm rất là dễ dùng nha anh em. Rồi anh em thích cây vít dài 25 sen này, mọi người cho giúp em B35, còn mới chưa xài, giá 100.000. B35 ha, 100. Tiếp theo B36. 36 thì cái này là cây vít đóng BZ ha. BZ là một cái hàng thiết kế chuẩn châu Âu luôn. Đó, đầu vít vít của mình anh em thấy bốn trang bốn cạnh thì nó sẽ có bốn cái cạnh nhỏ bên trong nữa. Còn là mình mới ốc BH2 bình thường ha. Đây, về chi tiết ha. Đây. Đầu vít này. Đầu vít thì anh em mình thấy nó có chấm đen đen rồi thôi, chứ còn đầu vít thẳng thốn ha. Bốn cạnh rồi thẳng thốn hết. Đó, để mình mở vít ha. Rồi bốn cạnh thẳng thốn ha. Còn để bãi lâu thì nó có những cái đen đen lỗ nhỏ nhỏ li ti đó ha. Thăng rồi còn mới nha anh em. Đó, đây của hãng Vercel ha, Miradora. Đó. Nó có chữ Japan, nó sẽ dập bên trên này ha. Japan. Và đầu của mình là đầu đóng nha anh em, nên là cái đầu nó rất là chắc luôn. Con này thì nó dài tổng thể được 20 sen này, một găng tay của em ha, dài 20 sen. Rồi con này B36 giúp em ha. B36 giá 80.000. B36 ha, giá 80. B37. B37 thì em có một cây móc khóa treo. Đó. Đây, móc khóa treo ha. Đây. Ha. Rất là nhẹ nha. Đường kính của mình là thao của mình là phi 8 ly, 80 ly gì đó. Chiều dài tổng thể là được 12 sen. 12 cm ha. Rồi anh em thích cây móc khóa treo bằng thép nha anh em. Bằng thép. Móc khóa treo này B37. Giá 80. 38. Em có một cây kìm tuốt dây điện của thằng Chipper của Mỹ ha. Này nó tuốt dây nhỏ nha, tuốt những dây điện tử rồi đó ha. Này, lưỡi cát rồi còn rất là bán ha, hàng của Mỹ. Đây, máy chỉnh USA nha, của hãng Shipper USA ha. Đây, con này lưỡi cát rồi bán lắm anh em. Đó. Đây, cát dài đồng rồi này, nó rất ngọt ha. Đây, cái điện này. Đó. Thay vì mình mua cái kìm cát, mình mua cái này về mình cát được luôn. Rất là ngọt. Đó. Và hàng của Mỹ nữa nha anh em. Hàng của Mỹ. Cát ha. Ngót luôn. Rồi con này nó dài được là 15 sen. Dài 15 sen ha. Rồi cái kìm tuốt dây điện, các dây điện của Mỹ này B38 giá 100.000. B38 ha, 100. B39. Một cây sà cài nhỏ thép trắng của Đốc Du cho anh em sưu tầm. Dài 21 sen ha, một găng tay của em này. 21 cm còn mới ha. Đốc Du Made in Japan nè, hai mới tinh nè. Đó, tráng ha, mới tinh chưa xài. Thế nên là thích cây sà cài của Đốc Du này, mọi người mình chốt giúp em là B39 ha. Còn khá là đẹp. B39 giá 80.000 ha. B39 giá 80.000 cây sà cài ha. Tiếp theo B40. B40 em có một cây kìm mỏ quả. Cái này nó còn mới tinh ha, của thương hiệu hãng Top Japan. Nó chưa xài. Này thì nó sẽ có một cái chui để nên mình cải nắp sơn, hoặc là mình cải nắp, mình mới ốc dẹp cũng được. Đó. Nước xi màu trắng ha, của hãng Top này, Japan này, dập nổi, dập chìm đầy đủ. Đó. Hình thức của mình nó còn rất là mới nha. Đây, chưa xài. Rèn cỏ nó còn mới tinh. Đó, trượt ha. À, thiết kế những cái rang bạc để trượt này,
Rồi thì anh em thích cây kiểm mẫu quả này cũng mới tinh của top ha. B40, con này giá 180 nha. Rất là mới, rất là đẹp. B40 180. B41. Cây này cũng vậy, của top, mà loại này là loại thường. Đó, nó thiết kế loại chạy 5 nấc. Không như thế này ha. Đó. Đây, của top luôn ha. Thằng top dài 25 sen, độ mới ngầm cho những con này là tầm khoảng là 48 ly. Rang cỏ nó còn khá là mới nè. Rang non ha. Được 5 nấc. Rồi anh em thích cây kìm mẫu quả này mọi người cho giúp em là B41 ha. Con này 150.000 của top ha. B41 150.000. Theo B42. B42 thì con này thì thiết kế lò xo bạc nè của thương hiệu Black Bender. Đây ha. Rang trượt con này là kiểu dáng này rất chắc chắn luôn và giá thành nó sẽ cao hơn so với những dòng kia. Đó, ha. Đó, rất là nhẹ nhàng ha. Rồi về hình thức rang cỏ còn mới nè. Nó có chỉ có vài cái vết dính xỉ hàng này, có thể là do người ta để mình hàng cái đó, kẹp hàng đó thì nó dính một hai chỗ này, về mình vũa ra thôi là nó sẽ đẹp ha. Tại vì con này nó còn khá là mới. Đó. Này của thương hiệu Black Panther ha. 250. Rồi con này nó dính xỉ hàng tí ha, em để giá 160. Nhưng mà anh em thấy ngoại hình nó còn rất là mới nha, sáng trưng. Ha. Dạ 25 sen luôn, B42 160. B43 thì con này cũng vậy, con này của top nè. Cũng thiết kế cái lò xo bạc này ha. Đó. Đây, rang cỏ thì người ta đã có xài rồi. Đó, anh ha. Có xài rồi nhưng mà còn cao ráo nha anh em. Đó. Còn cao ráo đẹp. Đó. Rang bên cỏ bên này nè. Nước xi đồ tay cầm đồ còn đẹp nha anh em. Đó, nước xi tay cầm đồ còn đẹp. Đó. Đây, có điều rang thì người ta nó xài rồi nên nó hơi mòn tí thôi. Con này em để giá 150 ha. Chung hàng xài rồi thì nói chung là giá nó mềm hơn. B43 ha, 150.000. B44 em có một cây cờ lê đôi chuột của top. Cây này thì số của mình là 17 và 19 nha anh em. Đó, 17 19 top Japan. Số 17 và số 19. Đây, đảo chiều nó là số bự nên là nó cũng khá là nặng nha. Con này thì nó có tổng chiều dài mình đo được là 31 cm ha. Con này mã số là B44 giúp em. Con 17-19 này giá 180.000 ha. B44 180.000. Tiếp theo B45, con này số nhỏ hơn, 17 và 14 ha. À, 17 và 13 của thương hiệu Super. Có cái phòng vòng để anh em mình thể treo lên luôn. À. Đây, hình thức rang cỏ rồi cũng còn khá là ngon nha mọi người. Số của mình là 17 và 13. Đây, tạo chiều. Rồi cây 17 13 này thì nó có tổng chiều dài mình đo được là 26 cm. Mã số cho cây này là B45. Con 13 17 này giá 160.000 ha. B45 160. B46. B46 thì em có một cây máy cây sản nè. Đầu tiên của mình là một sản xếp con rỉ này ha, đó. Logo bông hoa hồng. Đó. Về hình thức thì mọi người cũng đã thấy trên màn hình ha, nó hàng bãi này là người ta nó có những cái vết trài đồ này nọ nè, cho người ta xài, thứ nhất là, thứ hai là do vận chuyển. Đó, con chui này để anh em mình treo lên ha. Con này thì cái bảng của mình là 8 sen ha. Chiều dài tổng thể là được 29 sen. Rồi sản thép con rỉ này B46. B46 100.000. B47 thì cái này là cán gỗ. Rồi, cán gỗ ha. Đó, còn rất là đẹp nha anh em. Loại này thì nó nhỏ hơn ha. Đây logo một chữ tem đồ còn đầy đủ. Thì nó nhỏ chứ chiều dài thì cũng là 29 cm nha mọi người. Cái bảng này nó nhỏ nè, bảng này thì nó được là 5.5 nè. Ha, 55 ly. Rồi con này giá 80.000 nha. Đó, con này còn đẹp. Mã số là B47 ha. B47 80.
B48. Con này bự hơn ha. Đó, tem chữ được con luôn nè. Chỗ này thì nó có chấm đen nhạn tí nè ha. Đó. Cắn gỗ nha anh em, cắn gỗ. Bản của mình là bản 75 ly, chiều dài là được 28 cm. Rồi con này B48 ha. B48 80 B49 một cây vít ngắn dài nha anh em. Đây, lâu lâu mới có một cây bự. Cây này thì nó đến từ thương hiệu hãng Vercel nha. Đây, Vercel No 1500 hãng Vercel. Đây, ngắn là rất là nhẹ nhàng nha, loại bự ha. Đó, thao tác rất là nhẹ nhàng. Thì ngoài ra anh em mình có thể sử dụng led đó, bấm này mình led qua nè. Thì lúc này mình sẽ sử dụng những cái vít led ha. Đó, nhắn thì mình sẽ xoay cái đống này ra ha. Đó, nó sẽ bung ra ha, và rang cỏ rồi rất đẹp, em mới trả dầu rồi ha. Rồi đầu vít của mình là đầu vít dương BH2 ha, đầu vít dương BH2, đầu rất đẹp ha, đầu nguyên zin của hãng Vercel luôn. Thì cái này khi cái chiều dài mình bung ra hết như thế này á, nó dài được là 50 cm nha anh em. Đó, chiều dài mình bung hết là nó dài được 50 cm. Đó, rồi em sẽ thu vào để mình quá hàng cho nó gọn gàng này đó. Thì lúc này cái chiều dài mình sử dụng để như một cây vít lát thì nó dài được là tính luôn đầu mũi nha, 36 cm ha. Rồi con này B49 giúp em ha. B49 cây vít đẩy này giá 200.000 ha. B49 200. B50. B50 thì em có một cây đầu mũi doa. Doa lũa bộ lũa Bavia đó anh em. Con này thì bự khá là nặng ha. Nó đến từ thương hiệu hãng Engineer ha. Nó doa được đường kính lũa là từ 6 ly cho tới là 30 mm. Đó, về hình thức mọi người thấy này. Đó, các cạnh đồ của nó là còn rất đẹp, không có bị mòn miết gì ha. Đó, từ 6 cho tới 30 mm ha. Rồi anh em nào thích cây dụng cụ doa Bavia này, mọi người cho giúp em B50 B50 ha. B50 con này giá 120 của hãng Engineer ha. Hãng Engineer B50 120.000. B51 một cây cây đục, cây trắng xác nè anh em, của thương hiệu Mokuba Japan ha. Đây, Mokuba Japan đó. Con này thì bản đục của mình là bản đục 65 ly. Đó, mình đục mình trắng vậy đó, mình đục ha, trắng tôn trắng thép vậy đó, mình trắng. Đầu mũi của mình là bằng thép hết. Rồi cây đục này thì nó nặng anh em, nó đục này thép hết, nó nặng là nửa ký đó ha. Con này nó nặng nửa ký nè. Bản của mình là bản 65 ly và chiều dài tổng thể thì mình đo được là 20 cm. Rồi anh em thích cây đục nào mọi người cho giúp em B51 ha. B51 con này giá 130. B51 130.000. B52. B52 thì em có một con Kim Pro ha. Đây, một cây Kim Pro. Đó, về hình thức thì nói chung là nó cũng còn khá là đẹp nha anh em, khá là mới. Con này của hãng Top Japan nha. Kim Pro thì nó có hai nắp Top Japan và nó dài 20 cm ha, là một găng tay của em nè. Dài 20 cm. Đó, rang cỏ đồ còn mới hết. Đó, của hãng Top ha, giao dịch nội địa Nhật Japan. Đó. Rồi anh em nào thích cái Kim Pro này của Top ha, mọi người cho giúp em B52 ha. B52 con này giá 130. B52 130.000. Tiếp theo B53 là một cái con dao đi rừng. Đó, đây. Dao đi rừng ha. Đó, con này lưỡi nó còn rất là bén nha anh em, lưỡi nguyên zin. Đó. Thì trên sóng thì người ta có sử dụng rồi nên anh em mình thấy nó hơi bè bè ha. Đó. Đây thì cái đầu mũi như này thì nhiều khi anh em mình chạy rồi này nọ nó cũng không có bị đụng đất, nó không có bị mẻ cái lưỡi. Con này thì nó vác được hai mặt luôn, là tay trái tay phải anh em mình đều dùng được hết ha. Logo một chữ này của Chikichi vậy nè. À. Rồi con này lưỡi của mình nó dài được là 12.5 13 cm này. Phần này thì mình đo được là 15 cm. Phần sóng thì nói chung là tầm khoảng là 4 5 ly gì đó, và tổng thể là nó dài được 30 cm. 30 cm ha. Đây, có cái bao da khi anh em mình xài xong mình bỏ vào. Nó rất là đẹp ha. Thuận tiện. Đó.
gài lại bao da zin của nó luôn anh em. Rồi mình có thể mình treo đây nè, mình treo mình vác lên được, rất là hay ha. Rồi anh em thích cái con dao đi rừng này, mọi người cho giúp em B53, con này giá 250.000 ha. Đây, B53 con dao đi rừng này giá 250. B54 thì em có một cái sợi dây truyền động. Đây, cái này thì nó khá là dài nha. Sợi này thì nó dài trên 60 cm anh em, hơn 3 găng tay của em này. Cụ thể là từ đầu tới đuôi thì nó dài được là 61-62 cm này. Một sợi dây truyền động nha. Sợi dây của mình bên trong mình nó làm bằng những cái vòng sáng ốc ha. Bên ngoài thì nó bọc lớp cao su đen như thế này nè, cho nên mình cầm em tay. Và mình có thể mình bẻ mình uống nữa ha. Thì nếu mà mình duỗi thẳng như thế này thì mình sẽ mở những ốc trong sau ha. Còn mình có thể mình bẻ mình uống nè, trong những cái góc của ha. Đây một cái sợi dây truyền động anh em đó. Cái khi mà mình gắn vào cái máy 6.35, đây là chui nè, cái máy bán vít bằng pin gì đó thì mình sẽ bán ha. Đó thì mình truyền động này nó sẽ quay này ha, thấy không? Đó nó sẽ quay và chui của mình cũng 6.35 luôn. Cho nên mình gắn vào ha. Đây một đầu đực đầu cái này, mình bỏ vào thôi. Đó. Ha. Mình xài. Rồi thì sợi dây này thì em cũng còn mười mấy dây á. Mười mấy dây ha. Hàng bãi thôi, nó đẹp chứ nó không có chữ. Đó. Cái này nó dài 60 cm, phù hợp anh em mình sử dụng luôn ha. Đầu nó cũng khá là mới. Rồi, anh em mình thích sợi dây này thì mọi người chốt giúp em B54 ha. B54 sợi dây này giá 130.000 ha. B54. Theo B55. B55 thì em vào cho mọi người một cây T. Cái T mở ốc ha. Cái T mở ốc này của thương hiệu Tone ha, và nó mở ốc 17 ly Japan. Đầu của mình đầu độc giác còn khá là mới nha. Đó, mới tinh luôn á. Để bãi thì nó ra đen đen ngoài thôi chứ còn chưa có xài luôn nha anh em. 17 ly của Tone Japan này, TVW17 ha. Nước xì đồ mới tinh. Rồi, cây T17 này nó có tổng chiều dài mình đo được là 27 cm. Chiều ngang này của mình thì nó được là 22 cm. Mã số cho cây T này của mình là B55 ha. B55 130.000. Mở ốc 17 ly ha. T55. B55 ha. B55 130 ha. Tiếp theo B56. Tiếp theo B56 ha. B56 thì em có mấy cần mấy cái khóa đi, sẵn giới thiệu khóa, em giới thiệu khóa luôn. Rồi đầu tiên từ lớn tới nhỏ ha. Thì chắc lớn nhất của mình là 17 19 thôi. Đây, em có một con 17 19 của KTC, con này nước xi trắng nó còn khá là đẹp ha. KTC kiểu tutun nè. Số của mình là số 17 và số 19 nha anh em. Đó, đây là chi tiết cái đầu vòng của mình. Đó. Nó có bị cũng có tróc xi trên những cái phần cạnh đây ha. Nhưng rất là không đáng kể. Đó. Tại vì hình thức rang cổ đồ nó còn nguyên vạn nha anh em. Đó. Thép alloy steel Japan của hãng KTC ha, giao dịch nội địa Nhật. Rồi anh em nào thích cái con khóa của KTC 17-19 này, mọi người cho giúp em B56 ha. B56 giá 110.000. B56 110.000. Tiếp theo B57 thì con này cũng vậy nha. Con này của KTC luôn. Này thì cái màu của mình nó hơi đục tí ha. Cũng 17-19 luôn, KTC này. Giao dịch nội địa Nhật này. Thép alloy steel Japan luôn. Đầu vòng nó còn đẹp nè anh em. Đó. Bên này cũng vậy nha. 17-19. Thì những con 17-19 này thì nó có tổng chiều dài mình đo được là 27 cm ha. 27 cm. Rồi B57. Cái 17-19 này giá 100.000 ha. B57 100.000. B58 thì con này của thằng Amon. Đây. Của hãng Amon ha. Đây cái dao rít tiêu chuẩn nội địa Nhật nó dập nổi như thế này ha. Này. Dao rít nội địa Nhật nè. Đó. Dập nổi 17-19 luôn của thương hiệu Amon, thì con này đầu nó còn trắng phao hết ha. Cũng rất là mới. Đó. Rồi anh em thích cái khóa 17-19 này của Amon ha, B58
100.000 luôn ha. B58 100. B59. Đây cái này thì của thằng Sanki, giao diết nội địa Nhật chào ba lửa này ha. Nó dập nổi nha anh em, rất là đẹp. Của hãng Sanki ha. Số 17 19 luôn. Này còn Sanki này thì nó còn mới tinh ha. Đó thì tùy vào cái hãng anh em mình thích hãng nào thì mình chốt hãng đó thôi. Đều là số 17 19 ha. Rồi con 17 19 này của thằng Sanki này giá 100.000 luôn ha. B59. B59 100.000. Tiếp theo B60. 60 thì số 14 17. Đây, giao dịch nội địa Nhật này dập nổi này. Này nó có chữ Japan luôn anh em, của hãng Super ha. 14 17 cũng mới tin ha. Đó. Cái khóa rất là mới ha. Rồi cây 14 17 này là B60 giúp em ha. B60 100.000. B60 100. B61. Tương tự, con này cũng vậy nha. Hai con giống nhau 14 17 ha. Giao dịch nội địa Nhật này. Đó, Japan này ha, thằng Super này thì nó đóng rất là nhiều mọc chữ ha. Japan có rồi, giao dịch có luôn ha. Đó, ngoại hình thì nói chung là cũng còn khá là đẹp. Rồi. B61 ha. 90.000. B61 con này giá 90 ha. Tiếp theo B62. 62 thì một con của thương hiệu hãng Lotte. Con này thì số 14 và số 12 nha anh em, thép alloy steel này, giao dít nội địa này. Của hãng Lotte hiệu Tâm Hồng ha. 12 và 14. Nó thì đầu bên trong nó hơi bị đen đen tí do đế bãi này, rang cỏ đâu còn ok. Và đặc biệt thì nó đến từ thương hiệu hãng Lotte ha. Đó. Rồi anh em thích con 12 14 này của Lotte ha. Mọi người cho giúp em B62. B62 ha, con Lotte 14 12 này giá 80.000 ha. B62 80. B63 một con Betun. Con này số 11 13 ha. Đó, số 11 13 ha, thép alloy steel Japan luôn. Đó, giao dịch nội địa Nhật luôn ha. Mới tin luôn 11 13 ha. Đó. Rồi anh em thích cái con 11 13 này, mọi người chơi giúp em B63. Đây B63 ha, giá 80. B63 ha, 80.000. Theo B64. Em lượm ra máy khóa vòng trước. 64 thì một cây 11 13 nữa nè. Con này thì của top ha. Này 11 này 13 này của top này, giao dịch nội địa này. Nó rang cỏ đồ tránh phao nha anh em. Đó, những cái này thì anh em mình thích thằng đẹp mình sưu tầm đổ bộ cũng được. Con này nó mới tinh nè, con này của top số 11 13. Rồi mã số B64. B64 80 ha. Số 11 13. B64 80.000. 65. 10 12 của Toyota. Đó, Japan luôn nè. Thấy không? Japan chụp nổi. Đó, 10 12. Đó là 11 13 rồi ha, con này là 10 12 rồi, con Toyota này giá 70.000 ha. B65 70. B65 70.000. B66. Con này là 11 12 ha, số rất là độc. Số 11 và số 12 của Aigo nha anh em. Giá dít nội địa Nhật này. Japan ha, số 11 số 12. Đó, đầu mới tinh ha. Bên này thì nó có chấm đen nè. Đó nhưng mà ren cỏ nó còn đều hết ha. Rồi con 11 12 này B66 giá 80.000 ha, của thương hiệu Aigo. Tiếp theo B67. 67 thì cái này 14 17 này màu vàng của thương hiệu Japan nhìn nè. Đây ABC gì đó anh em. Này là cái dấu xích tiêu chuẩn nội địa Nhật cổ. Này là chữ Japan này ha. Đầu cũng mới tinh luôn. Đó. Cái khóa này rất là đẹp ha. Em thích cái màu vàng vàng óng ánh thì mình chốt con này ha. Con này em để giá là 100.000 B67 ha. Số của mình là số 14 và số 17. B67 100.
B68 một cái top 10-12 còn tem Made in Japan này của top ha. Đó. Chúng nó có những cái vết vàng vàng cứ để bãi lâu ngày thôi, chứ còn những cái này thì nó còn khá là đẹp đó, ren cổ đồ anh em mình thấy nó còn đều nha, còn để bãi lâu ngày thì nó bên trong nó có dính những đèn phần đen đen nha. Rồi cái này là số 10-12, cái này em để giá 80, B68 ha, cây của top này giá 80.000. B69 số 9 thì con này của top này 11-13 nữa ha. Đó, top 11-13 luôn. Này giao dịch nội địa này. Đó, số 11-13 nha anh em. Đó. Rồi còn đẹp luôn nha. 11-13 này giá 80.000 nha anh em. B69 giá 80. Đây. B69 ha, 80.000. Tiếp theo B70. B70 thì em có mấy cây khóa này, cái này nó hơi cũ tí anh em về mình xài ha. Đỡ. Này thì đem gom gom mấy con cũ là một combo đây, hai món đi. Hai món này, một con khóa KTC 10 ly này. Nó cái đầu miệng nó hơi xài nên nó hơi bị loe này ha. Của KTC nha anh em, KTC thép alloy, đầu miệng đầu vòng. Và một cái khóa 13 ly của Seiki ha. Đây, Seiki cũ nhưng mà xài ngon lành nha. Đó, đây. Đầu kiểu gạt gù như thế này ha. Rồi hai chiếc này giá 100.000 ha. B70 100.000 hai con nha anh em. B70 100.000 hai con. Tiếp theo B71 B71 thì một con khóa số 10 và số 11 của MCC, thiết kế cái kiểu vòng đảo chiều như lên cốc như thế này ha. Đó. À, nó dài được là một găng tay này, dài 20 sang ha, của hãng MCC. Rồi cái khóa 10-11 này em để giá 130 ha. B71 130. Tiếp theo B72. B72 thì một cây khóa của thằng Super ha, số 17 ly, đầu miệng mới nhanh nè. Ha, còn rất là mềm ha. Rất là đẹp, Super Hand. Đó. Đẹp. 17 ly Japan. Rồi con này là B72 ha. 100.000. Đó. B72 100. B73. Hai cái ly mở ống dầu này anh em, hai cái ly mở ống dầu. Đầu tiên con này là của KTC số 11 và 12 này không mới tin ha. Bên này là đầu 11, bên này là đầu 12. Đây. Đó, thiết kế kiểu như này ha. Đầu 11, đầu 12. Rồi con này của KTC nha, 11 và 12, B73 giá 100. B73 ha, 100.000. B74. Cái này số 10 và bên này hệ số phần 7 phần 16. Ha, một bên là 10 ly này. Và một bên là 7 phần 16. Ha, cũng còn rất là đẹp nha anh em, thép alloy steel của KTC ha. Rồi con này B74 cũng giá 100 nha anh em. B74 100.000. B75 B75 thì em sẽ vào cho mọi người một cây nối dài. Cái nối dài này của KTC nha, còn đẹp nè, dài 15 sen ha, KTC Japan. Đó. Đầu đồ còn đẹp nè. Dài 15 sen ha. Cái này thì 3/8 nha anh em, đường kính của mình là 9.5 ha. 3/8 đường kính của mình là 9.5. Rồi B75 ha, 80.000. B75 ha, 80.000. Rồi B76 thì cái này là cho anh em mình thợ mình xài này đó, hơi cũ cũ thôi chứ xài rất ngon ha. Một con KTC 3/8 luôn. Đó, người ta đang xài ha. Đó, dài 15 sen và một cái đầu đắt léo của hãng Seiki ha, SEK đó. 3/8 hết nha. Đường kính là 9.5 hết. Một cái đầu lét léo và một cây nối dài. Hai chi tiết này em để giá là 100.000. Hơi cũ cũ thôi nhưng mà xài ngon nha anh em. Hai chi tiết B76 ha, 100. B77 một cây nối dài bự nha. Cái này thì nối dài 1/2 của thương hiệu KTC nha. Thì con này nó dài được là 25 sen, 250 mm ha.
giao diện nội địa Nhật da ben, đó chân của mình là chân 1/2 này, đường kính 12.7, đầu này nó có hơi loe nhẹ thôi chứ mà xài rất là ngon ha. Dài 25 sen nha anh em, cái này em để giá 100.000 nha, 100.000 dài 25 sen, rất là dài ha. B77, B77 giá 100.000 ha. B77 giá 100.000. Theo B78. B78 thì một cây cái cần của Tone anh em, cần siết 1/4 ha. Của Tone Japan này, đó, cạc gù như thế này ha. Gù. Thì anh em mình sử dụng khẩu là khẩu 1/4, 6.35 ha, rất là nhỏ nhắn nhưng một cây này cũng mới đẹp ha. Của hãng Tone Japan. Rồi anh em nào thích cây cây gạc gù Tone Japan này mọi người cho giúp em B78 ha. Rồi cây gạc gù này em để giá 100.000. B78. B79. B79 thì em có em lên cho mọi người cái đầu búa đây. Đây đầu búa nó rất là đẹp nha, mới tinh nè, của thương hiệu OH này, đầu nhọn này gỗ sỉ. Về nên mình tra cán mà mình xài. 1/2 nha anh em, thì cái đầu búa này nó nặng được là 200g ha. Tầm khoảng là 200g, rất là đẹp. Đó, 200g ha. Rồi anh em thích cây đầu búa Nhật này, mọi người cho giúp em mã số là B79 ha. B79 cái đầu búa của OH này giá 80.000, hãng OH ha. B79 80. B79. Rồi B80, B80 thì một cây búa gỗ sỉ này đó, cái này thì nó có cán ha. Đây của thương hiệu Trusco ha. À, loại này thì nó nhỏ hơn. À, tính luôn cây cán luôn nó mới được 230g thôi nha anh em. Đó cái đầu búa này nó nhỏ hơn cái đầu búa kia một cỡ. Con này thì có ăn Trusco này ha. Con này nó cán nó dài. Em lấy cái thước đo cho mọi người. Này thì cái cán của mình nó dài được là 38 nè. 38 sen. Con này là B80 ha, B80 cái búa này giá 120 ha, 120.000 ha. Cỏ sỉ rồi đó, B80 120. B81. Một cây búa hai đầu nhựa của thương hiệu Vercel. Đó. Của thương hiệu Vercel cái búa số 1. Đây đầu nhựa con chung có xài rồi. Đây là hình thức ha. Rồi cái búa hai đầu nhựa này thì nó nặng được là 400g nha anh em, nặng được là 400g của hãng Vercel ha. Nó có tổng chiều dài được là 30 này. Còn đường kính đầu đóng này thì nó được là 3 cm. Rồi cái búa hai đầu nhựa của Vercel này mã số là B81 ha. B81 150.000. B81 ha, 150.000. B82. B82 thì một cái búa của OH thì nên em cắn là bằng nhựa nhưng mà nó cắn nó hơi cũ thế ha, nhìn nó mình thấy cái màu nó giống như nó lắm xi măng gì đó ha, hơi cũ tí nhưng mà xài rồi cũng ngon ha, của Yamaguchi nè anh em. Đó rồi này nó thiết kế nó dập những cái ngôi sao gì đó quanh dòng búa ha, của Yamaguchi. Đây là cái kiểu dáng của cái búa của mình là thì cái này nó không được đẹp nhưng mà xài rồi ok, nó nặng được là 400g nha, nặng được là 400g. Rồi con này giá 80.000 giúp em ha. B82 giá 80.000. Đó. B82 giá 80. B83 một cái búa tạ. Cái búa tạ nha anh em, cái búa này tạ này thì nó đầu búa nó nặng là 0.9 kg ha. Đây. Của OH anh em. Ô của OTK chứ. Thì con này tổng trọng lượng nó là 1 kg mốt nha. Đó. Đầu búa của mình thì thiết kế kiểu đầu bát giác như này ha, còn đẹp. Đó, tổng trọng lượng là nằm 1 kg mốt ha. Cán nó cũng dài ha. Đó, dài tầm khoảng là 39 sen. Rồi cái búa tạ nặng 1 kg mốt này giá 200.000. Mã số là B83 ha. B83 200. B84. B84 thì em vào cho mọi người mấy cái búa bi này, đầu tiên của mình là một cái búa bi Lotter ha. Đây cán sợi tơ tinh đó, cán nó nói chung nó cũng không có được đẹp lắm nhưng mà xài rồi cũng ngon nha. Là về hình thức ngoại quan bên ngoài, cán sợi fiber này, logo của tôm hùm này, Lobster này anh em, chúng ta xài rồi ha, đã có xài rồi. Rồi cái búa bi này thì nó có tổng trọng lượng là 450g ha, tổng trọng lượng là 450
50g. Tổng chiều dài 29 cm ha. B84 cái búa bi này em để giá 100 ha. B84 100.000. Tiếp theo B85. 85 thì cái này còn đẹp này, cái này còn rất là mới này. Của Tanto Asaka nha anh em này. Của Tanto Asaka, búa bi số 1 luôn. Đó, vệ sinh lên tra dầu lên anh em thông bắn loáng chưa có xài. Đó, cái này nó chưa có xài nha, thì cũng là cái búa bi số 1 nha anh em. Nó nặng được là 6 nặng ha. Nặng được là 600g. Cái búa này còn đẹp ha, giá 150.000. B85 ha. 150. B86. Cái này thì nó bự này, của Tone nha anh em. Đó, Tone Tun này. Đó anh em mình thích cái búa cán sửa thủy tinh còn đẹp nha anh em. Đó, Tone nha. Đó, cán rồi nói chung là còn rất là đẹp. Không có bị cắn, không có bị dập chết. Đó, Tone. Đây, đầu búa đầu bi này. Đó, ngon lành hết nha mọi người. Rồi cái búa bi của thằng Tone này nó nặng tới 8 lạng nha, loại bự nha anh em, loại nặng 8 lạng, 800g. Dài được là 32 cm ha. Cái này B86 giúp em nha. B86 cái búa Tone này giá 200.000. Của Tone ha, B86 200. B87 cái búa đinh của OH nha anh em. Một cái búa đinh OH loại nhỏ. Này, đầu đồ anh em thấy là còn rất là đẹp. Nó đang o ha. Vệ sinh em tra nhớt được hết rồi. Tra dầu được rồi ha. OH. À. Thì cái búa OH đóng đinh này nó nặng được là 450g nha anh em, nặng được là 450g. Đó. Sử dụng gia đình là ok, nó có tổng chiều dài là 28 cm. Cái này B87 giúp em ha. B87 cái búa đinh này giá 150.000. Thương hiệu OH. B87 150. B88 thì con này bự hơn, của OH luôn ha, này logo OH này. Đó, còn tem mã vạch ở luôn nha anh em. Đó. Là cắn bằng thép ha. Đây là chi tiết văn đầu búa rồi nè. Người ta có xài rồi nhưng mà còn rất là đẹp ha. Đó, người ta có xài rồi nhưng mà đẹp. Rồi cái này thì nó nặng được là nửa ký nha anh em. Nó nặng hơn con kia một tí, nó có cái chiều dài ha. Và con này thì nó có cái chiều dài nữa. Chiều dài của mình đo được là 36 cm. Đó, rồi cái này thì B88 giúp em ha. B88 cái búa đinh này còn đẹp nha anh em, 190.000. Đây. B88 190 ha. Tiếp theo. B89. B89 thì em có mấy cây quá trồng nữa nè. Đây, con này em có hai con. Hai con nó giống nhau nha anh em, đều chưa xài này, của hãng KTC nha anh em. Mở ốc 8 ly và mở ốc 10 ly đó. Hai mạch nó như thế này ha. Mạch màu trắng, mạch màu vàng, của thương hiệu KTC hết ha. Đầu 8 đầu 10. Đó, đầu 10 thì nó sẽ hai cái ống nó nhu ra, đầu 8 thì nó sẽ nhỏ lại. Thiết kế kiểu đảo chiều bánh cốc ha. Đó. Rồi loại này thì B89 giúp em ha. B89 100.000. Mở ốc 80 ha, còn rất là đẹp, rất là mới ha. B89. Tiếp theo B90. B90 này thì cái này của Mỹ nha, của Esco chứ. Cái này là của hãng Esco. Đầu bên này là 1/4 này. Đầu bên này là mở ốc 8 ly ha, tương đương với là 5/16. Đầu của mình là đầu vuông hết nha anh em. Đầu vuông hết này. Bên này là 1/4 và bên này là 8/16 luôn. Đó thì sẽ mở được hai ốc nha, bên này là 1/4 này và bên này là 5/16 ha. Đó. Trạc 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 ha. Của thương hiệu Esco. Đó, anh em mình đang cần cái loại 10 đầu vuông này thì mình chốt giúp em ha. Cái này B90 giá 100.000. B90 ha, 100. B91 thì em có một cây khóa 4 số. Cây này số của mình là 812 ha, bên này là 90. 8, 9, 10 và 12 nha anh em. Đó, USBAT công nghệ của Mỹ. Đó, màu đỏ. Đó. Về hình thức ha. Hoạt động là ok hết, đảo chiều. Đó. Cái bánh cốc ha. Rồi anh em thích cây khóa 4 số này ha, 8, 9, 10, 12, mọi người cho giúp em B91 ha. B91 con này giá 140.000 ha. B91 140. Theo B92
792 thì một cây khóa của Mỹ này, USBAT này, này giống như con đó ha. Này con này thì nó để thiết kế là cái gì này anh em, 100 kg vậy nè. Đây up vậy đó anh em. Thì con này cái răng của mình là chắc là răng 20, tầm khoảng là răng 21 nha anh em, răng 21 ly á. Hát đau chiều đó. Có lực có lít vậy nè. Rồi thì anh em nào thích cái con khóa này đây, B92 giúp em ha, 100.000. B92 ha, 100. B93 thì em có mấy cái đục, một cây cà lê đôi chuột đó nè. Cái này thì số của mình là 13 ly ha. Đây 13 ly thôi đó, mình lặt qua đảo chiều qua bữa ra mới vô thì mình lặt qua lặt lại ha. Thiết kế kiểu bánh cốc như thế này, 13 ly của Super Made in Japan ha. Đây đầu 13 anh em thấy đầu ren rất là đẹp đó. Rồi anh em thích cái con cà lê 13 ly này, mọi người cho giúp em mã số là B93 ha. Con cà lê kiểu đôi chuột mới ốc 13 này em để giá 120. B93 ha, 120. Tiếp theo B93 thì em có mấy lên cho mọi người mấy cái đục. Đây đầu tiên con này ha, màu vàng đó. Đây lưỡi đục đó, chung là con đẹp em cho dầu hết rồi. Đây mọc chữ đây nha anh em. Cái đục này thì bản của mình là bản 9 ly ha. Chiều dài là được 21.5, bản 9 ly. Rồi B94 ha, 80.000. B94 ha, 80. B95. Con này cũng vậy, bản 9 ly luôn ha. Trong những cái này là còn đẹp cho anh em. Đó. Đây, một chữ nè. À, còn khá là mới. Dài 22 cm hết ha, hơn một găng tay em tí. B95. 80. B95 ha, 80. B96, cái này nó nhỏ nè. Đó. Này thì nói chung là tầm 1 2 ly vậy thôi, cái mũi nhọn như thế này ha. Này em biết nó đục cây gì nữa. Đó. Rất là nhỏ, dài 22 cm luôn. Rồi con này 80.000 luôn ha. B96. 80. B97. Đó, chung là đục 9 ly không anh em. À, con đục 9 ly hết. Đó. Nhỏ nhỏ anh em dễ xài. À, dài 22 cm, B97 80.000 luôn ha. B97 80. B98. Này cũng vậy nha. Những cái này đây. Như con này thì nó là 89 ly luôn đó anh em. Đó, chung là những cây 89 ly thôi, những cái đục nhỏ. Còn rất đẹp ha, tem chữ đó còn ok hết nha mọi người. B98 80.000. B99. Đó, cái này cũng vậy. À, đầu mũi như thế này nha. Đó. Rồi. Dài 22 cm ha, B99. 80.000 luôn nha anh em. B99 80. Tiếp theo B100 ha. B100 thì cái này, đó, cái này nó có cái vỏ da như thế này ha. Đó, nó có thêm cái vỏ da, bản đục của mình cũng bản đục 9 ly luôn. Đó, dài 22 cm ha, nó có cái vỏ da này thì nhiều khi anh em mình nó rớt rơi nó không có bị ái ha. Thì cái này em để giá 100.000 ha. B100. B100 ha. B100 giá 100.000 luôn. Rồi B101 thì em vào cho mọi người mấy cây mỏ led. Đầu tiên của mình cây size nhỏ ha, nhưng cái này còn rất là đẹp nha anh em, nó mưa ngàm nó còn rất là mới. Của hãng Hozan nha. Hãng Hozan, thép alloy steel Japan trong xuất nội địa. Còn mới tinh ha. Còn rất là đẹp cho nên mình thích hàng đẹp ha. Thì những con nó dài 15 cm này nó mở ngàm được 20. B101 ha. B101 80.000. Ha, B101 80. B102. Con này cũng vậy. Của Gisuke ha, mới tinh luôn nha anh em. Con này thì môi ngàm nó khít rịt luôn ha. Gisuke này giao dịch nội địa Nhật Japan. Đó. À, những cây mỏ lết nhỏ rất là đẹp. Size 15 inch ha. À, size 15 cm chứ, dài 15 cm. Mới ngàm được là 18 20 ly gì đó ha. B102. B102 80.
B103 thì con này size 200 ha, size 200 nó dài hơn ha, dài 20 sen nè. Một găng tay và cái độ mở ngàm của mình nó mở được là 25 ly. SK11 ha, dao zip nội địa Nhật. Cổ thép alloy steel luôn. Đó, mười ngàm đồ chạy đồ ngon lành. Cái này anh em yên tâm còn rất là đẹp. Rồi B103 ha. B103 giá của mình là 130.000 ha. B103 130.000. B104 con này của Luster dự tôm hùm rất đẹp nha. Con này đặc biệt là thép của mình là thép alloy steel ha, sao zip nội địa Nhật cổ ha, đây mới tinh luôn ha. Cái này anh em mình xài mình thích thằng đẹp ha. Và con này thì thép của mình là thép alloy của Luster ha. B104 dài là một găng tay ha, 20 cm và nó mở ngàm được là 25 mm. B104 con này giá 140. B104 ha, 140. B105 thì cũng vậy. Con này Luster luôn, size 200. Đó. Đây, con này thì miệng mồm nó còn rất là đẹp ha, khít xi đồ còn đẹp ha, Japan nè. Rồi con này giá 120 ha, B105 120.000 của thằng Luster. Đây, bên trong đồ tráng trẻo đẹp nha anh em. Size 200 mm ha, độ mới ngầm của mình là được 25 ly. B105 120. B106. Bây giờ mình qua size 250 nha. Size 250 đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người một con của Top. Đó, size 10 inch ha, 250 thì nó dài được là 25 cm nha anh em. Và cái ngầm của mình nó mở được là up 30 trở lại. Đó, trong những cái này thì nó còn đẹp. Chúng ta xả lướt thôi. Đó, đây của Top size 250 này, dao zip nội địa nè anh em, là thải thở nên mình dùng nó ngon lành ha. Đó, rất là đẹp. Bên trong này nó có tróc xi nhẹ thân tí ha. Đó, không vấn đề gì hết. Rồi cái này thì cho anh em thải thở mình xài rất là ngon ha. B106 giá 180 ha. Đây, B106 180.000. B107 con này cũng vậy nha, của thương hiệu Sanki 10 inch ha. Và con này thì nó làm bằng thép special này, thép đặc biệt cái đó ha, dao zip nội địa Nhật. Đó, đây môi ngầm đồ anh em thấy còn rất là đẹp. Đó, có bị loa lét gì ha, nước xi còn tráng, size 10 inch luôn. Đó, rất là cứng cáp ha. Đó, đây. Rồi anh em nào thích cái con mỏ lết size 250 này, mọi người tiếp giúp em B107 ha. B107 180 luôn nha anh em. B107 180 luôn. B108 đây, size 250 hết luôn anh em. Đây, một con super nha, 250 luôn. Đó, đây môi ngàm luôn ha, rất đẹp. Thương hiệu super ha, sao zip nội địa Nhật Japan nè. Rồi con này là B109 ha, của hãng B108. Con này là B108 ha, super. Con này giá 170. B108 ha, 170. B109 thì con này của Luster. Con này thì tôm hùm ha. Đó, dao zip nội địa Nhật ở nước xi trắng non này ha. Bên này thì cũng vậy, Japan nè. Chỗ này thì nó có chấm đen nhẹn tí chỗ ra thôi. Còn mưa ngầm anh em thấy còn đẹp nè, mưa ngầm nguyên zin luôn á, rất là đẹp. Đây, nhẹ nhàng ha. Đây, ra vô đồ nhẹ nhàng nha anh em, rất là nhẹ nhàng ha. Đó, vô. Đó, mưa ngầm nó khít rịch ha. Rồi con Luster này là B109 ha. B109 180.000. Đây, B109 ha, 180. Tiếp theo B110. B110 thì con này của Top ha, dòng này là HI36. Thì nó sẽ mở được ốc là từ 8 ly cho tới 36 ly ha. Tối thiểu của mình là ốc 8 ly ha và tối đa của mình là 36 ly. Dài tầm khoảng 25 cm thôi. Con này nó dàn mỗi lít tinh gọn nhẹ ha. Của thương hiệu Top Japan này. Đây mưa ngầm anh em mình thấy bên trong là nó có tróc xi cho người ta xài thôi, chứ còn ren cổ không có bị loe lét vậy ha. Đây, em quay qua cho người xem. Đây, tối thiểu nó sẽ mở như thế này nha. Đó. Mưa ngầm cũng còn khá là ok. Rồi con này B110 ha, của Top Japan. B110 giá 180 ha. B110 180. Tiếp theo B111. B111 thêm vô mấy cái kìm. Đầu tiên của mình là một cái kìm bằng ha.
cây kim bằng có thương hiệu Tribis ha. Đây, dấu vết nội địa Nhật này, mới vệ sinh cho dầu lên nè anh em. Đó, ràng cổ này ha. Đây. Cái này thì anh em mình xài rồi, ok. Đây. Lưỡi cá rồi ngọt ngào nè ha. Đó, dài 19 cm anh em. Dài 19 cm. Rồi, vỏ trơn ha. Vỏ trơn dài 19 cm. Anh em nào thích cái kim bằng có thương hiệu Tribis này ha. Ngoại hình vỏ đồ chung là cũng còn khá là đẹp. À, B111 giúp em ha. B3 số 1 giá 160. B111 160.000. B112 một cây kim bằng nhỏ. Thương hiệu Speed ha. À, Speed đó em mới vệ sinh ra dầu nên anh em thấy nó ra những vết vàng vàng do để bãi lâu rồi ha. Nhưng mà trơn tru được. Đó, ren kim này. Chúng người ta có xài Speed ha, do xích nội địa Nhật cũ này. Đây. Cắt ngọt ha, nên nghe tiếng ha. Tực tực ha. Dài 16 cm anh em. Con này thì nó nhỏ hơn, nó dài có 16 cm thôi. Đó, 16.5. Con này B112 ha. Giá 80. Đó. B112 ha. 80.000. B113. Một cái kìm cắt góc xéo của thương hiệu SK11 Gun. Đó, dao rít nội địa Nhật nè. Lưỡi cát anh em mình thấy này, rất là đẹp ha, không có bị râm, không có bị dịch ha. Đó. Vỏ màu cam. Cái góc xéo ha. Đây, bấm nè. Đó, ha, nghe tiếng rất là ngọt ha. Đó, tực tực. À, dài có 16 cm anh em. Đây. Nó cũng dài được là 15.5 16 cm anh em. Rồi B113 ha. B113 con này giá 120. B113 120 ha. B114 thì có một cây kim cắt lưỡi dài ha. Đó, con này thì của Denshan nhưng mà em vệ sinh thì nó cũng bay mất cái chữ rồi. Đây, lưỡi cắt dài này. Đó, đây. Hai lưỡi cắt dài cui ha. Đó. Vỏ kim. Ha, bấm rất là ngọt ha. Những cái nào anh em bấm kiểm nó ok này. Đó. Rất là ngọt. Rồi, lưỡi dài nha anh em, lưỡi dài. Con kìm cắt này nó dài được là 16.5 luôn ha. B114. B114 ha, 80.000. B114 ha, 80. B115, một cây kìm nhọn. Một cây kìm nhọn của thương hiệu là Tokyo ha. Ichiboshi. Nô 1.000, đó, nó có ren kẹp dưới đai luôn ha. Đó, về hình thức còn khá là ok nha anh em. Đây, lưỡi cát. Đó, cát nó ngọt ngào ha. Rồi dài là 16 cm nha anh em. Dài được 16 cm luôn. B115 ha. B115 80.000 ha. B115 80. Tiếp theo. B116. Để em ghi cái mã số cá nhân anh em. Thì bây giờ là toàn là những cây kìm nhọn thôi ha. B116 thì con này nó còn đẹp nè. Thương hiệu Crown ha, có dập chữ Saben. Đó, em vệ sinh hết rồi nha anh em, tra dầu rồi. Đó. Này, vỏ kim nè. À, vỏ kim nó còn tươi đẹp nè ha. Cái này thì ngoại hình anh em thấy nó còn khá là mới ha. Đó. Đây, đi cát. Cát ok ha. Đó, tực tực. Dài 16 cm có chữ Saben dập chìm đây ha. Con này giá 100 nha anh em, còn khá là đẹp. B116 100.000. À, B116 100. B117. À, con này của thương hiệu hãng Stealthy. À, thép HI gì đó anh em, dao rít nội địa Nhật cho bá lửa luôn dập chìm. Đây. À, ràng cổ rồi còn ngon lành hết nha mọi người. Đó. Ha, cát rồi ngọt ngào này ha. Dao rít nội địa Nhật rất là đẹp ha, dập chìm. Rồi cái kim nhọn này cát đúng còn khá là bán ha, dài 16.5. B117 con này giá 100.000 ha. B117 100.000. B118 một cái kim của thương hiệu IRK này, dao rít nội địa Nhật này còn rất là đẹp ha. Đó ha, còn mới tinh này, nói chung còn khá là mới ha. Japan này, dao rít nội địa này IRK ha. Đó, ren kim nó còn đẹp nè, vỏ kim màu xanh da trời.
ha, đục cát rất là ngọt nha anh em. Đó, cát rất là ngọt ha. Con này còn khá là đẹp. Rồi con này giá 110.000 giúp em nha. B118. Đây, B118 ha, 110.000. Tiếp theo B119. B119 thì cây kìm này là của thằng Mary ha, của thằng Fuyia đó, có lò xo bạc này. Mày kìm thì nó có rổ rổ rồi đó anh em, nhưng mà nó trắng phao vậy ha. Đó, không có bị đen. Xo xít được điện Nhật ha. Đây có lò xo bạc ha, bóp ha. Đó, rang kìm là còn đẹp nè. Có lò xo bóp ha, rang kìm còn đẹp. Đó, dài 16 sen luôn. Fuyia thì anh em yên tâm ha, đó cắt rất là ngọt ha. Đây, tiếng rất đã. Ha, đó. Rất là ngọt ha, mẹ nó rổ rổ thôi nhưng mà nó tráng nha, nó có vẻ rổ đen nha anh em. Đó. Còn đẹp, cái này giá 100.000 ha, có lò xo bóp rồi cũng khá là ngon. B119 ha. B119 100.000. Rồi mã số cuối cùng trong clip này, B120 thì con này là cũng vậy nha. Thương hiệu Thribis. Đây, mẹ kim rồi còn ok nè. Rất dính được điện Nhật ha. Đó. Đây rang kim, có lò xo ha. Đoạn là có lò xo luôn. Đây. À, cát rồi ngọt anh em, nghe tiếng anh. Tực 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 ha. Đó, dài 16 sen luôn. Rồi, cái kim nhọn của thương hiệu Thribis này mã số là B120. B120 ha, cái kim nhọn này giá 100.000 ha. B120 100.000. Rồi, em Thắng xin kết thúc clip tại đây và hẹn mọi người vào clip tiếp theo.